Có ai cần tiền không nào? Tiền hả? Tiền hả? Tiền của tớ? Không, của tớ chứ. Nào, của tớ mà. Ơ kìa, ai ra khỏi vòng tròn cuối cùng thắng 500.000 đô nha. Ơ, của tớ chắc luôn rồi. Ui trời, sắp mặt rồi. Thôi toang, tớ lăn mãi luôn. Chắc tụi mình phải làm thử thách rồi, nên cho cái gì lên hai máng trượt này trước nhở? Chuẩn, khởi đầu bằng dao câu và mì sẽ đỉnh của Trump đấy. Đường trượt sẵn sàng rồi. Đấy, dao câu đã vào vị trí và giờ là món mì. Nhìn mấy quả bóng hay ho này nè. Của tớ có lửa xanh dương, còn của tớ là màu vàng. Lướt đi thôi. Tuyệt, đường trượt vui thật đó nha. Gì vậy trời, kinh khủng quá à. Tuyệt, bên tớ sạch sẽ lắm. Tại sao chứ, người tớ đầy mì dinh dính rồi. Nhìn cậu kìa, phải chụp lại một tấm làm kỷ niệm mới được. Cái gì, đừng, nhìn tớ khiếp lắm. Hả, sao ảnh của cậu nhìn đẹp thế? Sao lại có chuyện vô lý đùng đùng này nhỉ? Đến lúc chuẩn bị cho lần trượt kế tiếp rồi, thêm chút đất cát thì sao nào? Bắt đầu thôi, một đống đất mềm mịn luôn nhé. Tụi mình quay như trong chóng nè. Wow, xoay nhiều chứ nè, cơ mà tụi mình lại sạch rồi. Cậu sẵn sàng chưa? Lên nào bạn mình. Gì vậy? Cứ như tớ đang vừa hạ cánh xuống mặt đất vậy. Tại vì mình đâm thẳng vào một đống đất nè. Tuyệt, lần này mình sạch bong. Bùn khắp nơi luôn. Nặng quá đi, khô lại rồi. Ôi mẹ ơi, biến thành tượng rồi. Tớ phải giúp cậu thôi. Nào, ngồi cho vững để tớ khai quật cậu nha. Ngồi vững á? Cậu thấy tớ có di chuyển được miếng nào không? Ổn hơn rồi. Tiếp theo tụi mình nên dùng cái gì ta? Một hộp đậu tươi rói, ngon quá. Đổ đầy đậu ở cuối đường trượt nào. Nhiều đậu thật đó nha. Ái chà, hình như đến giờ chơi bóng chày rồi. Sẵn sàng chưa? Đập này. Wow, nhìn đám khói màu đó kìa. Xịn sò con bò ghê. Sẵn sàng chưa? Dô nào. Tụi tớ tới đây. Trời, lại là mình sao? Ôi mẹ ơi, món đậu hầm. Xung quanh mình toàn là đậu thôi. Mà mình ghét cái món này nữa chứ. Khổ thân cậu thân đấy. Cười cái gì mà cười. Hình như cậu muốn nếm chút đậu phải không? Mọi người biết ra không? Tụi mình thử cái gì hồi hộp hơn đi. Cái gì đó màu mè và biết khè á. Oh yeah. Giờ thêm vài con rắn nữa nhé. Tại sao không nhỉ? Wow, cục xúc xắc đó bự chảng luôn. Tung lên để xem nó hạ cánh thế nào nè. Kết quả là gì vậy? Oh, cậu là màu vàng kìa. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Vàng ơi vàng à, lần này mình thấy may mắn lắm. Rắn, có rắn kìa. Trời đất ơi, ra khỏi đó đi. Là hàng giả mà ơi, cười té ghê luôn. Không thể tin nổi cậu lại sợ xanh mặt. Mặt cậu dính bánh kìa. Nghiệp quật rồi đó. Là tớ nè, đang cười rất hàm luôn. Mấy con rắn cũng hay đấy, nhưng thử cái gì tuyệt hơn xem nào. Chuẩn luôn, là rắn. Đến giờ chơi với côn trùng rồi. Nhiều côn trùng lắm nhé, nhìn khiếp đảm vào lồng nhồng ghê. Mũi tớ ngứa quá. Tớ ắt gì đây? Ắt chi? Hả? Gì thế ta? Lông vũ sao? Tớ cũng có lông vũ này, màu vàng cơ. Tự mình phải đổi bên rồi. Lần này tớ thấy may mắn lắm. Ôi không không không, rắn nhiều quá kìa. Mình ghét đám côn trùng, nhất là rắn. Đừng lo, tớ có cách hay giúp cậu nè. Chuẩn luôn, tớ đã chuẩn bị quần áo bảo hộ và bình xịt rồi. Bà nhé đồ con rắn, tụi này không nhớ nhà ngươi đâu. Wow, biến sạch rồi, thành công rồi. Đã bảo là tớ xử được mà, tớ xịn chưa? Được rồi, giờ trở lại với món ăn huyền thoại và đã từng được thử nghiệm nào. Chuẩn luôn, chính là món mứt thần thánh. Đổi thêm chút nước ngọt nữa này. Vì tại sao không? Nhìn đống đồ ăn lúc nhúc và lộn xộn đó kìa. Wow, mấy cái trò này từ đâu ra mãi thế nhỉ? Chả biết, nhưng tụi mình cứ chọn một thứ từ trong mũi đi. Cái gì? Một em gấu bông nho nhỏ à? Còn tiền và vé này là sao ta?
Ồ, đây rồi, trở lại với mấy quả bóng màu sắc này. Ok, tụi này đã sẵn sàng cho đường chơi tiếp theo, đúng không? Nào, đưa tới vạch đích đi. Ew, tôi đâm phải cái gì ướt lắm. Và có mùi trái cây. Ồ, lại là mứt rồi. Mọi người để dành phần trái cây thứ hai cho cậu đấy. Để tôi ăn thử nào. Ồ, ngon lắm, tuyệt hơn món rau câu hồi nãy nhiều. Ái chà, thế cho tớ nếm miếng với nha. Ngon thật luôn. Và giờ đã đến chương trình thúi rỉnh rồi. Chuẩn luôn, một bánh phô mai xanh to đùng đó. Thêm chút nữa này. Xong rồi, đã nát như tương cho các bạn đâm nhé. Tuyệt, bóng bay nè, đến lúc làm nổ rồi. Wow, hoa giấy lóng lánh, của tớ là màu vàng nè. Ok là tụi mình đã vào vị trí, bắt đầu trượt thôi. Rô. Yep. Mùi gì thế này? Woohoo, lần này mình sạch sẽ rồi. Kinh quá đi, là phong mắt xanh. Cứ bị ấm ấm vào hôi dình ấy. Mùi khiếp thật. Nhưng tớ thích vị của phô mát xanh lắm. Siêu ngon lành. Vị vừa hắc vừa béo. Ok, làm tí thịt thôi. Là thịt tẩm gia vị đó nha. Đến giờ ăn spam rồi. Tụi tớ đã đổ một đống khỏi lo luôn nè. Ok, tung quân xúc xắc khổng lồ lần nữa nha. Nào, lần này cho tớ đổ ngon với xúc xắc ơi. Lại là xanh dương rồi. Mong là ổn áp. Tuyệt, tớ thấy màu vàng may mắn phết. Đi nào. Ôi toang, cái gì đây? Tuyệt, vàng là màu đúng đá nha. Linh cảm như thần luôn. Nhưng mọi người biết gì không? Tớ xử lý được vụ này. Vì tớ có mang theo bánh mì nè. Đến lúc chén bữa trưa rồi. Một ẻm sandwich spam đó. Đây, ăn không gái? Chắc chưa? Vậy thì thôi, giờ nên làm gì nhỉ? Đổ chút sốt cá tarama lên thảm đệ. Chuẩn không cần chỉnh rồi đó. Và dàn đều ra này. Sẵn sàng chưa bà con? Chiến nào? Ha, đùa đi thôi. Búa giấy kéo nè. Tuyệt, cây kéo của tớ thắng rồi. Ok là tớ thích xanh dương. Cậu trượt màu vàng tiếp đi. Lần cuối này, phải làm cho đã cái nữa nha. À, trời ơi, lần này đến lần mình. Ew, món gì vậy? Tớ chẳng biết luôn. Tuyệt, xanh dương may mắn lần này rồi. Khiếp. Món này ở mọi nơi luôn. Để xem tớ có lấy nó ra được không. Nhiều tarama thật. Chẳng vui tí nào. Tay tớ không sạch nổi. Giờ cậu bốc mùi quá gái ơi. Các bạn sẽ chọn đường trượt vàng hay xanh dương? Hãy cho chúng tớ biết trong phần bình luận nha. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh để xem thêm nhiều những video hay ho như vậy nha.